Theo công ty, các hãng tin của nước ngoài, số người thiệt mạng do cháy rừng trên đảo Maui của bang Hawaii, Mỹ đã tăng lên 96 người theo báo cáo mới nhất. Đây cũng là thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ năm 1918. Vụ cháy rừng kéo dài suốt một tuần trước gần như đã thiêu rụi thị trấn du lịch Lahaina. Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết khoảng 2.200 tòa nhà đã bị phá hủy ở Tây Maui, thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục chiến đấu với những ngọn lửa bùng lên. Chó nghiệp vụ đang được triển khai ở những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Tính đến ngày 13 tháng 8 theo giờ địa phương, 6 đám cháy rừng trên đảo Maui vẫn chưa được khống chế. Theo đám cháy ở Lahaina được khống chế 85%. Chính quyền địa phương đã bố trí 1.000 phòng khách sạn cho những người bị mất nhà cửa và đang sắp xếp tòa nhà cho thuê làm nơi ở miễn phí cho các gia đình. Hơn 1.400 người đã được đưa vào nơi trú ẩn khẩn cấp. Bên cạnh công tác cứu hộ, chính quyền Hawaii cũng kêu gọi khách du lịch tránh đi du lịch đến Maui để nhường chỗ trú ẩn cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, du khách cũng được khuyến cáo rời khỏi hòn đảo này nếu điều kiện cho phép. Đến nay, đã có gần 46.000 người dân và du khách đã rời từ sân bay Kahului, phía tây đảo Maui, khi các trận cháy rừng thiêu rụi thị trấn Lahaina. Ít nhất 49 người thiệt mạng và hàng chục người khác nghi mất tích sau những trận mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các bang vùng núi Himalaya miền Bắc Ấn Độ. Nhiều ngày mưa lớn liên tục đã cuốn trôi nhiều xe máy, phá hủy nhiều nhà cửa cầu đường tại Himachal Pradesh và Uttarakhand. Tại Himachal Pradesh, 41 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, tăng thêm 25 người so với con số trước đó. Tại bang Uttarakhand, ít nhất 8 người thiệt mạng. Những hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho thấy nhiều ngôi nhà bị san phẳng do mưa lớn gây sạt lở đất, xe buýt và ô tô treo leo trên vách đá, hàng trăm người tập trung tại các địa điểm cứu hộ thiên tai.